Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu về cái kẻ Octave cho mọi người. Họ ảo diệu lắm. Có rất nhiều người thì biết rồi, nhưng có những người thì chưa biết cái tính năng của cái thằng Octave này đâu. Cái thằng đèn nó ghi cả chữ Octave. Đó, Octave này. Nó có cái lợi điểm lợi như nào? Ví dụ như các bạn mà chơi trên cây baritone ấy thì nó chỉ là thấp hơn cái kẻ bình thường 1.8. Còn thằng này nó có cả thấp hơn 1.8 luôn. Và có sẵn cả cái âm thanh của cái kèn bình thường ấy. Ví dụ như trên hai hàng lỗ, ví dụ là đây là em là ví dụ trên cái kèn tông A, tại vì em chỉ còn cái tông A như này. Đấy, các bạn đếm đến lỗ số 8, nó chính là lỗ đồ đúng không ạ? Đấy, thì ở trên cái cây này, lỗ đồ này em đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, thì nó sẽ là lỗ A3. A3 ở cái lỗ số 8 này. Chứ còn nếu mà trên kèn A bình thường ấy thì nốt A3 nó tận ở cuối kèn này cơ. Đó, thì thằng này nó luôn nốt A3 ở đây. Và cái nốt cuối cùng của nó là A2 cơ, nó rất là thấp. Đó. Và ví dụ là trên cái hàng lỗ này thì cái thằng hàng trên nó thấp hơn cái thằng hàng dưới 1.8. Tức là đây là nốt la chẳng hạn, thì trên này nó nốt lá cách nhau 1.8. Rồi ví dụ này. Cùng chỗ đây nhá. Đấy, tức là các bác nào mà chơi một hàng lỗ thì các bạn lãi được cả một cái quãng 8 ở phía thấp này luôn. Đấy. Nó khi chơi hàng lỗ, hai hàng lỗ thì âm thanh nó tạo ra như nào? Hồi cùng một lúc. Đấy, các bác nghe rất dày không? Đó, nếu mà các bác nào mà chơi chuyên một hàng lỗ ấy, mà mấy bác lớn tuổi hay chơi theo như kiểu của cụ Tùng Sơn ấy, đa số toàn chơi một hàng lỗ. Một hàng lỗ thì các bác không một cái hàng trên này. Đấy, âm thanh rất là trầm ấm. Đó. Còn khi mình thổi lên hàng quãng 8 trên. Khi thổi hai hàng đó, thì tức là làm khi các bác mà bác nào mà chơi chuyên một hàng lỗ thì cực kỳ lợi trong cái khoản của hai hàng lỗ ấy luôn, cực kỳ tiện đó. Còn bác nào mà thích âm thanh dày mà chơi âm thanh bình thường thì cái âm thanh nó cho rất là dày. Đấy, em giải thích qua một chút để cho mọi người hiểu vấn đề về cái cây Octave như vậy.